Chào bác, hôm nay Khắc Thanh sẽ gửi tới các bác một cái sản phẩm mới vừa mới về. Đó là Omni 5.1, hãng SL, SIR và hãng A mới. Omni này là Omni 5.1, bao gồm có 6 đường tiếng ra để chúng ta tạo một cái âm thanh vòm sống động như giáp hát tại nhà, đồng thời có thể hát karaoke rất là hay. Ở đây chúng ta ghép loa, nếu mà ghép loa đủ thì phải 6 đường ra, nhưng bình thường chúng ta có thể ghép một đường súp, một đường ra loa súp và hai đường kênh chính là ra loa trái và loa phải, là chúng ta nghe nhạc bình thường như bình thường. Đặc biệt là cái này đánh súp hơi rất là mạnh các bác nhá, ghép vào tiếng trầm rất là uy lực, đánh bass 30 rất uy lực. Cái bên trên là 550W, giá là 1.750.000. Còn cái dưới là 650W, các bác có thể thấy nó to hơn, giá của nó là 2.200.000. Cả hai loại này đều có Bluetooth, hát rất là hay và hát rất hay và đều có cổng quang. Khi mà các bác ghép đủ 6 đường tiếng ra, tức là có hai loa chính, một loa súp, một loa center, tức là một loa giữa, chúng ta ghép một loa đặt giữa và hai loa phía sau, đây hai loa phía sau, và chúng ta kết nối với cổng quang lấy nguồn tín hiệu từ TV ra chẳng hạn, tức là thiết bị có cổng quang. Cổng quang là cổng kết nối âm thanh kỹ thuật số, kết nối âm thanh kỹ thuật số chứ không phải kiểu analog như jack sen, cho nên là âm thanh rất là hay. Khi mà chúng ta xem những nội dung âm thanh 5.1 thì nó sẽ tạo ra các hiệu ứng vòm rất là hay, tức là âm thanh 5.1 là âm thanh thu giống với đời thực, tức là có những âm thanh nào phát ra phía trước thì nó sẽ phát ra phía trước, và âm thanh nào ở phía sau tai chúng ta thì nó sẽ phát ra sau tai chúng ta ở đúng như cái vị trí loa của chúng ta đặt. Đấy, các bác có thể tìm hiểu thêm về cái hệ thống âm thanh 5.1 để rõ hơn. Điều quan trọng nhất bác quan tâm đó là Omni này đánh được súp hơi và hai loa vệ tinh, hai kênh chính công suất lớn. Ở đây em ghép kênh chính với mát 25, hai chép, đường súp ghép với súp hơi 30 và hai kênh trái phải ở phía sau thì ghép tạm với mát 25, mát 20 và đứng ở vị trí như thế này. Nếu các bác ở nhà muốn tạo ra dàn âm thanh giống với giáp hát thì các bác ghép với 6 loa, một loa súp, hai loa chính hai bên, loa center, loa giữa đặt ở giữa và hai loa sau thì sẽ tạo ra hiệu ứng âm thanh 5.1 rất là hay. Mà âm thanh truyền thống hai kênh không thể có được. Ở đây mời các bác nghe thử. Bây giờ là 6 giờ tối, điện không còn khỏe như bình thường giờ cao điểm, nhưng mà bộ này đánh vất rất là uy lực. Các bác nghe cắm vào loa vi tính hoặc dàn có loa súp thì các bác sẽ thấy được cái độ uy lực của cái âm ly này. Còn không thì các bác nghe tai nghe thì cũng thể hiện được phần nào. Mời các bác nghe thử. Thank you.
nghe rất là in được các bạn ạ. Đối với gia đình thì chúng ta là một cái âm ly này, và hát karaoke thì rất là tuyệt vời, âm thanh rất là tuyệt vời, tiếng bass rất là uy lực. Và với trị giá là 1.750.000 thôi các bạn. Bây giờ giới thiệu qua cho các bác biết chức năng. Bên này là nút điều chỉnh các cổng kết nối này. Ngoại chế输入模式. Optical là cổng quang nha các bác nha. Omni có cổng quang là rất là hiện đại rồi các bác ạ. Kết nối với TV thì nó xuất ra một cái nguồn âm thanh kỹ thuật số cực kỳ là hay. Các bác vào nghe nhạc của Thúy Nga âm thanh 5.1 thì nó ra đúng 5.1 cực kỳ là hay. DVD này. À, đây cổng vào phía sau. Lan ya mô shi. Bluetooth tự động kết nối luôn. Liên chế thành công. Các bác cho nhỏ nhá, đang cho nhỏ những tiếng bass rất là uy lực, nghe rất là hay. Kể cả các bác dù là thanh niên hay là người già thì các bác nghe cái bộ âm thanh này rất là hay. Khi các bác nghe nhỏ thì tiếng bass rất là mạnh và rất là hay, uy lực. Và khi nghe lớn thì âm thanh sôi động nhạc vũ trường thì cực kỳ là tuyệt vời. Giới thiệu tiếp các bác nhá, đây là chỉnh loa trái loa phải nha các bác nhá. Đấy, tiếp đây là check, tiếng check nha bác nhá. Đấy, tăng check, giảm check. Đây là bass, tăng bass chung của loa vệ tinh và loa súp các bác nhá. Đấy, các bác nghe thử này. Đây là súp, chỉnh súp. Đây là chỉnh mic này, có tăng giảm mic này, echo này, tiếng vang cho mic này, delay có cả các bạn. Em đi này hát rất là hay, tiếng rất là vang, bay bổng, nhẹ nhàng. Chỉ với 1.750.000, các bác có ngay một âm ly rất là tuyệt vời, có kết nối Bluetooth, có cổng quang, âm thanh 5.1, có đánh súp hơi. Các bạn đang nghe nhạc trên kênh YouTube Remix VN. Chúc các bạn nghe hát rất hay. Các bác đừng có chần chừ gì đối với một sản phẩm tuyệt vời như thế này. Tại vì sản phẩm như thế này thì bán rất là chạy, nhiều lúc không có hàng để bán các bạn. Thử cho các bác nghe nha. Cho mic bé đi các bạn, mic hơi to.
alo một hai. Làm sao ở đời biết chưa, anh thật là ngay thì còn biết mà yêu. Người đôi chân thay đen, vì sao em lại biết ta tên. Giống lúc yêu thân bay vào trong thế gian, giống lúc có năm vàng tình yêu mạnh ngay ngay ngay. Ngờ đâu chỉ là buồn du thôi, là ngờ đâu mà có đáng ai. Quay về đi, về đi yên thôi, em đang nát say hay là từ đầu. Anh vẫn thường rất yêu em mãi, dù cho em đã chọn sai con đường. Alo, alo, một hai ba bốn ba sáu bảy tám chín mười. Alo. Chúng ta nghe thử tiếng mic nhé. Alo, 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 số máy 0964 867 866. Các bác mua hàng em ship hàng toàn quốc. Khi mua hàng các bác thanh toán trước 50.000 bằng thẻ điện thoại Viettel hoặc Vinaphone. Khi nhận hàng các bác sẽ thanh toán số tiền trừ đi 50.000 đã thanh toán trước và cộng với tiền ship. Xin cảm ơn các bác.